Lebanon đánh dấu người tị nạn thứ 1 triệu tin từ Tripoli. Con số người tị nạn Syria đã chạy sang Lebanon đã chính thức lên đến 1 triệu người vào ngày hôm nay, làm nổi bật thảm họa nhân đạo ngày càng gia tăng gây ra bởi cuộc nội chiến Syria và gánh nặng to lớn đặt trên các nước láng giềng không có chuẩn bị. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã đánh dấu một cột mốc thảm họa quan trọng sau khi chính thức ghi danh một học sinh 18 tuổi, Jihia Chaki, đến từ thành phố Homs, là người tị nạn thứ 1 triệu tại một buổi lễ ở thành phố Tripoli ở địa trung hải của Lebanon. Sau 3 năm xung đột bắt đầu với các cuộc biểu tình chống lại chế độ chuyên quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, chiến tranh Syria đã gây ra một trong những biến động lớn nhất ở Trung Đông mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Với dân số chỉ có 4 triệu người, Lebanon hiện có tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất về số người tị nạn trên toàn thế giới, một vấn đề mà chính phủ nước này mô tả như là một mối đe dọa cho sự tồn tại của một đất nước bị ám ảnh bởi lịch sử có nhiều biến động của riêng mình. Những người tị nạn còn trong độ tuổi đi học làm lu mờ số lượng trẻ em Lebanon trong các trường công lập của đất nước. Liên Hiệp Quốc cho biết là mỗi ngày có khoảng 2.500 người tị nạn mới ghi danh. Người tị nạn Syria cũng đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Jordan và Ai Cập và tổng số chính thức lên đến 2.6 triệu người. Nhiều triệu người khác đã sơ tán bên trong Syria và tốc độ tiếp tục gia tăng trong 12 tháng qua. Vào tháng 4 năm 2013, 2 năm sau khi cuộc khủng hoảng Syria, đã có 356.000 người tị nạn ở Lebanon, con số đã tăng gần gấp 3 trong 12 tháng qua.